Tài sẽ hỗ trợ kết nối mạng 5G và trí tuệ nhân tạo. Hiện đang dẫn đầu trên thị trường chip dành cho các thiết bị di động. Qualcomm cho thấy tham vọng của mình trên thị trường máy tính sách tay cũng như muốn đưa các tính năng của smartphone lên các mẫu laptop. Tại hội nghị Snapdragon Summit đang diễn ra tại Maui, Hawaii, Mỹ, Qualcomm vừa tiếp tục trình làng hai chip xử lý dành cho các mẫu laptop giá rẻ và tầm trung, Snapdragon 8C và Snapdragon 7C. Dự kiến những mẫu laptop đầu tiên được trang bị chip Snapdragon 7C hoặc 8C sẽ được ra mắt trong năm 2020. Theo tiết lộ của Qualcomm, những laptop dùng chip Snapdragon 7C sẽ chỉ có mức giá dao động từ 299 đến 400 đô la Mỹ, trong khi đó laptop dùng chip Snapdragon 8C sẽ có mức giá khoảng từ 500 đến 600 đô la Mỹ.